Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Đây giao lưu quý vị một số phôi mini bonsai nữa quý vị. Hàng này là VIP không nha. Đa dạng mặt hàng nha quý vị. Mini bonsai có, dán lông có nha quý vị. Đó. Hôm nay mình có 40 phôi. Giao lưu quý vị ha. Ngày hôm qua cô bác nào điện ghi lộn số điện thoại rất mong cô bác bỏ qua nha quý vị. Tại quan con nó bỏ lộn số điện thoại quý vị ơi. Rất mong anh em cô bác bỏ qua. Rồi không mất thời gian của quý vị, mình tiến hành vô lô số cây số 1 nha quý vị. Rồi, cây số 1. Nó như một con thú quý vị ơi. Để đều bốn mặt nha. Đó. Thông số, chiều cao 18. Quanh ngay đây. 13 yếu tính 12 thôi. À. Mã số 1 giao lưu quý vị là giá 300.000. Địa chỉ mình ở ấp Hòa Thới, Sao Định, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha quý vị. Số điện thoại mình 033 932 8187 nha quý vị. 033 932 8187. À. Rồi, mã số 1 giao lưu 300.000 quý vị ơi. Đây, số 2. Hàng này quái không nha quý vị. Hàng nóng hổi nha. À. Chiều cao 20. Quần em ngay chỉ này nó 11 yếu tính 11 thôi, 11 hơn tính 11 thôi. À. Rồi, mã số 2 giao lưu 250.000. Cây này quái quái nha quý vị, nhìn nó giống con thú làm sao. À. Trong quá trình quay có điều chi sơ sót quý vị vô lòng bỏ qua cho nha quý vị. À, một em kiều nữ chân dài nha, chân dài này tới nách nha quý vị. Chiều cao 35. Quả neo 10. Chiều sổ nôm nó 20 lận quý vị. Quá trời chân dài. Rồi mã số 3 giao lô 400.000 quý vị ơi. À, nhìn có gì lắm nha quý vị. Chân dài tới nách nha. À, có cốt cành bị lập ra chơi nha. Này chơi dán siêu phong quý vị ơi. Mã số 3 giao lô 400.000 quý vị ơi. Rồi mã số 4. Thì cây này bị về không thích cắt cái nha, cho này cho xéo xuống chơi cái dáng đỏ cũng được nha quý vị. Về chơi trực lắc cộng chí C cũng được nha. Cái này đúng là cái dáng đỏ của nó đẹp hơn quý vị. Thiến cái này bắt cái bò ở đây đánh quý vị. Chiều cao 24. Quần neo 11 đúng. À, để nè một lùm đây nha quý vị. Rồi giá hôn nghị giao lưu quý vị là giá mã số 4 này 300.000. 300.000 nha quý vị, mã số 4. Có giò trước chịu ha. Đây, mã số 5, cây cụ nở nha bị trực quân tử nha. Này hơi lắc nhẹ quý vị. Chiều cao 24. Quần eo 13, cụ nở nha quý vị. Cây nhìn ngoài có duyên lắm nha. Rồi, mã số 5 Zalo 350.000. Cụ nở để đều bốn mặt luôn. Đây, lên mã số 6. Cây dán lông. Cây rất có duyên nha quý vị. Hai cái giò trước chịu lực. Giữ dần nha. Để lực nha quý vị. Chiều cao 47. Quành neo 12 hơn. Cây này đít chà bá lửa nha. Đó. Cây khác có duyên quý vị. Mã số 6 vô lô 400.000 quý vị ơi. Có duyên cái là cái giò nó trước chịu lực hay. Đây, mã số 7. Cây này đế nó trải diện bên. Cây này quái nha quý vị, đế một lùm đế đây luôn. Đó. Cây cốt cành có nha quý vị, thân lắc lượng. Có cái tử mà sau rất là hay. Chiều cao 50. Quần eo 10 đúng. 9,5 thôi quý vị, tính 9,5 thôi. 10 đúng như vậy quý vị đo lại nó kia nhỏ này kia nữa, không mệt. Rồi, mã số 7 này giao lưu vị giá 400.000. Cây rất có duyên quý vị. Lùm đế trải về sau nha. Đây, mã số 8. Chiều cao 29. Quành eo 12 đúng. À. Cây
để nôm quái nha mày, nó nhìn một con thú vậy. 2 giờ trước chịu ha. Mã số 8 Zalo 300 ngàn bây ơi. 300 ngàn nha, mã số 8 nha. Rồi, mã số 9. Cái trực lắc bây ơi. Chiều cao 19 đúng. Để một lùm đấy luôn. Quả nào 12 yếu tới 11 thôi. Cũ nở cho bá lửa nha mày, đo bị tham khảo cái cũ à. 20. Để một lùm đấy luôn. Mã số 9 Zalo 350 ngàn bây ơi. Mày trực lắc có gì nha mày. Đây cái số 10. Cái này nó có 4 cục đấy vậy, 4 cái giỏ. Chiều cao 30 đúng. Quả neo 10 hơn. Mặt đáy nôm 14. Đó. Cái này nhìn giống một con thú, con kỳ đà, con kỳ nhông gì vậy. Chịu cái ước rồi lượng ra tính nha. Thì rất quái. Rồi, mã số 10 Zalo 350 ngàn. Đây, mã 11. Chiều cao 24. Quả neo 14 hơn gần 15, tính 14 thôi. Để một lùm đấy luôn. Đó. Hàng này mình đưa ra bao ship hết cho vị. Rồi, mã số 11 Zalo 400 ngàn vị ơi. Cây này đấy cũng 43 luôn. Chiều cao 28. Quanh eo ngay chiếc này nó 12 hơn tính 12 thôi. Mặt đế nôm 14. Đấy nè, bị coi đấy nha. Bầu đấy bị luôn nha. Mã 12 Zalo 450 ngàn quý ơi. Mã 13. Chiều cao ngay đỉnh đây là 27. Eo 10 đúng. Để coi giờ trước chịu lực dữ lắm nha quý. Để một lùm đấy luôn nha. Rồi mã 13 Zalo 300 ngàn quý ơi. 300 ngàn nha. Đây mã 14. Hai mươi bốn chiều cao. Quanh nó 13 đúng. Còn đấy lật nha ơi. Để trên đây nó cuốn xuống đây nha. Hai cái giòn trước cung ra nha. Mã 14 Zalo 300 ngàn vị ơi. Chân cành 1, 2, 3 nhịp nhàng nha vị. Mã 15. Giáng long chiều cao 44. Bên eo 11 đúng. Đấy, một lùm đấy luôn. Rồi trước chịu lực nha ơi. Mã 15 Zalo 300 ngàn vị ơi. Giáng long nha. Mã 16. Chiều cao 34. Quanh 10. Rồi cũ bị hà hào cũ tham khảo 18 hơn. Đấy. Bật trấn bộ đấy luôn. Bây giờ chịu trước đầy đủ nha quý vị. Rồi, mã 16 Zalo 400 ngàn quý ơi. Đây, mã 17 cây này quái nha. Chiều cao 32. Quanh ngay trí này nó chính hơn tính chính thôi. Ngay cổ cò nó là 15. Mặt đáy nôm lên đây là 17. Cây này quái nha quý vị. Vậy quay không thích cái chiều dài này, cắt ra đây bỏ ra chơi rất hay nha. Lật cây liền. Rồi, mã 17 Zalo quỷ 300 ngàn thôi. Mã 18, cây đế nôm nha. Chiều cao 31. Quanh lúc kim lên đây là quá trớn. 13. Mặt đế nôm 14. Cây lên gần nha vị. Hai bên lên gần, cây lực cây. Mã 18 Zalo 350 ngàn. Đây nguyên con gà luôn. Đà điểu hiểu vậy. 20 chiều cao. Quanh neo chỗ này là 12, 13 yếu tính 12 thôi. Cổ 19.
đấy nôm 14 đó. Thì nãy quái nha quý vị, nhìn ra giống cũng đà đẻo mà quý vị nhìn sao nha. Rồi mã 18 giao lưu 350 ngàn quý vị ơi. Đây thêm con nữa. Ủa mã 19 chứ nãy. À, 20 nha quý vị, là mã nãy mã 19. Mã 19 là mã con gà nha quý vị. Làm mất tiêu cái mã 18 rồi. Rồi mã 20 bi ơi. Chiều cao 25. Quần eo 12 có hơn. Mã 20 350 ngàn bi ơi. Mã 20 nha quý vị. Rồi mã 21. Chiều cao 24. Quần eo 15. Để đều bốn mặt luôn quý vị. Mã 21 này giao lưu 400 ngàn quý vị ơi. Rồi mã 22. Cây này dán siêu phong nha quý vị. 31 chiều cao. 14 quạch. Cố 20. À, còn hai cái giò trước chịu ha. Quái quái nha quý vị. Mã 22 giao lưu 4,5 quý vị ơi. 450 ngàn nha. Trực quân tử nha quý vị. 23. Chiều cao 27. Quanh 14 hiếu tính 13 thôi, 14 ngày tiêm nha quý vị. Phụ nở đế đẹp luôn. À, lùng lực. Rồi mã 23 giao lưu 400 ngàn quý vị ơi. Em 4 thì nó với nguyên thú ngồi nha quý vị. Cuốn qua đây nha, giò đây chịu đầy đủ nha. Quý vị thích cái giò trước cắt bỏ không được đâu nha quý vị. Chiều cao 23. Quanh 12. Rất có gì nha quý vị. Cuốn qua. Những mặt đây mặt tiền. Đó. Rồi mã 24 vô lô 4 cho ngàn quý vị ơi. Đây nguyên thú bay nha quý vị. Chiều bay tới mặt bầu đây là 42. Còn em vị trí này nó 13 hơn tính 13 thôi nha quý vị, gần 14 nha. Đó, này nguyên thú bay nha quý vị, giò cẳng này đủ ráo nha. Giò trước chịu lực nha. Đó. Vậy quý vị lấy con kẽm thu đất ra hết, quý vị lấy con kẽm bóp lên mấy cái đôi chân này lại nha quý vị. Đó, nó sẽ ra cái đĩa cá mới nha. Rồi mã 25 giao lô 4,5 quý vị ơi. Đây mã 26. Cái này quý vị muốn chơi sao chơi quý vị, mình để vậy nha. Quý vị cắt chỗ đây lấy cái đỉnh này quý vị chơi đánh lưng được nha quý vị. Giống con thú ngồi nha quý vị. Đó. Như con thú vậy đó. Không cắt cái này cũng được. Thích quý vị chơi sao chơi nha. Chiều cao tổng thể đây là 48. Ở đây là 17. Quanh eo ngay chỉ này nó 14 hơn tới 14 thôi. Cây lực cây nha quý vị. Quanh eo ngay đây là nó 22. Rồi mã 26 vô luôn 500 ngàn nha quý vị. Giống cái con dôi con dịu vậy. Rất có duyên nha. Đây mã 27. Chiều cao 22. Quanh eo 10 có hơn tính 10 thôi. Đấy nó lùa về bên bên đây nha vị. Chung cây nồng quái thôi vị. Mã 27 giao lưu 300 ngàn vị ơi. Đây một cái nhắn bay nha vị. Mã 28. Đấy một lùm đấy luôn. Chiều bay 34. Quần eo ngay đây nó 10 có hơn quý vị tính 10 thôi quý vị ơi. Nguyên cổ đặt đo quý vị tham khảo ha. Nó 20. Cái này quý vị thì chơi cái đổ cái bay dựng được quý vị. Chơi cái đổ đánh cái bầu xuống xíu nữa quý vị. Đó nó vậy đó.
Đánh rớt xuống à. Má 28 Zalo 400 ngàn bị ơi. Má 29. Chiều cao 22. Bên này là 14 rưỡi tới 14 thôi bị ơi. Đấy đều bốn mặt nha. Đấy đây lực dữ lắm nha bị. Còn mấy con đấy dữ nha. Đó. Má 29 Zalo 350 ngàn bị ơi. Đúng con thú quá nét coi nha quý. À. Đấy nè. Lùm đấy luôn. Con heo 17 ngay tim. Chiều cao 29. Cây này nhìn có duyên lắm nha quý. Vậy quý trồng sữa là nha. Đó, à, phe cái mình ra. Đấy cuốn này cuốn vô nha. Rồi má 30 Zalo 600 ngàn nha quý. Mốt đây hàng này đang đấy sưu tầm vị ơi, chiều cao tới đỉnh là 24, quần eo 15, kỳ đó có duyên nha vị, có duyên là có mấy cái điểm này nha vị, không để đó nha, quái, mà trước thì đấy lực chịu bàn đầy đủ nha vị, mã 31 Zalo 500 ngàn, ở 550 ngàn vị ơi, 550 ngàn nha, mã 31 nha, cái mình nó lắc. Đây là 32, chiều cao tới đây là 28, hoành nó 13, mặt đế nôm 17, để qua trấn vào đấy luôn nha quý vị. Mã 32 Zalo 600 ngàn nha quý vị. Dáng thú sao vậy. Đây là 33 nha, chiều cao 34, quanh ngay trí này là 15, có hơn tới 15 thôi, mặt đế nôm lên đây là 17, đế lực nha vị, đế lực chất lắc nha. 333 Zalo 600 ngàn nha vị. Đây cây chất lắc cùng chiếc xe nha vị. 29 chiều cao này nuôi nhờ cái cũ quanh 11, cũ cái này nó bà 22 lận bia, để đẹp nha, để gom lùa bốn mặt luôn nha quý vị. Mã 34 Zalo 600 ngàn quý vị ơi, thì có duyên nha quý vị. Đây có dán lông luôn quý vị ơi. Chiều cao 50 đúng, quanh ngay trí này nó 15, củ bự nha, củ cho bá lửa, nó 26 vậy, để nôm đều bốn mặt luôn nha, cây rất có duyên, vậy quý lợp đánh cái tàn lên nha vị. Rồi máy 35 Zalo 900 ngàn nha vị, 900 ngàn cây dáng lông nha vị. Đây máy 36. Đó, vậy bị trồng sửa lại cái bầu nó cho ngay cái này rất đẹp nha bị, cốt cành đóng tứ diện nha, cũng nở luôn nha. Đây vậy bị định hình nó lại vậy nha bị, cây rất đẹp có duyên nha. Chiều cao 57, quanh eo 13 yếu 12 rưỡi bị, tính 12 thôi ha. Cái nhà nuôi cũ trồng quay luôn, nó 21, để lùa bốn mặt nó nha bị, lùa ra nè. Đó. Kỳ rất có duyên, cốt cành đóng lâu chai. Má 36 vô luôn 800 ngàn nha bị. Má 36. Đây má 37. Dán lông. Chiều cao 53. Quanh neo ngay trí này là 15. Để nó ghim xuống nha bị. À, dán lông nha. Má 37 Zalo 800 ngàn vị ơi. Đây
chiều cao 3,44. Còn em cái chí này nó 13 hơn, cái 13 thôi. Để nó gom lại nha vị. Cây rất đẹp vị ơi. Mã 38 vô luôn 600 vị ơi. Đây, cây này VIP nha vị. Mã 39. Mã vị trồng chỉnh ra bầu nha vị. Đấy thì bầu đấy luôn nha. Chiều cao 49. Anh em ngay chiếc này là 14. Bộ đấy cũng 4 và 3 nha. Cái đựng bộ rồi quý vị tham khảo là 23. Chỉ bị vô chậu 25 quý ơi. Để dán lông nha quý vị. Mã 39 này Zalo 1 triệu quý ơi. Rất đẹp. Rồi 40 cuối clip nha quý vị. Bộ đấy thì cũng 4 và 3 nha. Chiều cao 66. Và neo chỗ này là 18. Mặt đáy nơm lên đây 16. Bộ đáy nó quá trấn bộ đáy luôn quý vị. Cây này nó đế nha. Thì mấy cây này nó bẻ cổ vậy nó già cây lắm nha quý vị. Cái da nó sần sần đó nha. Mã 40 của clip này Zalo 1,2 triệu nha quý vị. Đây quá khứ bộ đáy luôn. Rồi, clip rất mong cô chú bác ủng hộ mình ha, để có động lực săn những cái mai đẹp vô lưu đến quý vị. Vì nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho anh em bè cùng xem nha quý vị. Trong quá trình quay có điều chia sót vui lòng bỏ qua cho nha quý vị. Chào, hẹn lại quý vị cho các bạn.